nào mà nhặt xong cái đống này. Số tôi khổ quá vậy trời. Đồng ý, vô nhờ một cái. Dạ. Sao ngồi lật giá vậy? Số khổ lắm, đừng hỏi ngoài. Để lên, để lên. Làm gì vậy? Giết ông chưa? Mình nằm nãy giờ, mình nghĩ ra đoạn cuối mà nó không ra. Trời ơi là trời, tôi phải dưới nhặt từng cộng giá gì nè, mà nó nằm ở đây nó hưởng thụ. Mày sung sướng quá mà, đúng không? Khổ cái tấm thân này. Nhưng mà... không có nhân trả gì hết trơn, đưa đây cho tao. Bạn đọc được bao nhiêu thì đọc. Khổ tấm thân này quá mà. Tôi cũng khổ quá. Mày vô đây mày ngồi mày viết đi. Nè, ngồi xuống viết. À khoan đã, làm chi? Sao mày chưa chịu ngồi xuống viết nữa? Chẳng phải bạn Đức biết mình sử dụng đồ trong phòng bạn hả? Thì tại tao hết cách nên tao mới cho mày sử dụng đó. Giờ mày ngồi xuống mày viết nha. Mày viết xong mày báo cho tao liền. Tao ngồi tao canh mày á. Ngồi xuống. Đó, màu đó, tô đi. Gì? Sao chưa chịu viết nữa? À, Lam Chi nè, bạn có thể cho mình mượn cái giấy chì này của bạn được không? Cái con nhỏ này, mày còn dán hả? Ờ, không được thì thôi. Thiệt tình, nó làm khó tôi hoài. Cảm ơn Lam Chi nhiều. Dứt đi. Gì? Nếu như mà được uống một ly sữa thì chắc mình sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn anh Chi nhiều. Xong rồi. Xong rồi hả? Xong rồi thì đi ra ngoài. Em kia, bạn không ngủ không? Mắc gì tao phải ngủ. Xong rồi thì đi ra ngoài. Khoan đã, em kia. Trong lúc bạn đọc cái này á, bạn cho mình mượn thú ngủ bông của bạn được không? Không được, đi ra ngoài. Đi.